Try your dog listening to this sound and see its reaction. I'm so happy that my dog reacted when he heard this sound. My little princess heard this sound and she rushed to the place where the sound came from. When you hear this sound, the cat will automatically stand up. If you don't believe me, try it. Let your cat hear this sound. If it runs to your side to protect you, then congratulations, you have a cat that always cares about you. Let your cat hear this sound. If it runs to your side to protect you, then congratulations, you have a cat that always cares about you. Bao giờ chưa nè, đẹp trai lắm đó, ở ngoài đời là đẹp trai kinh khủng luôn nè. Thấy nuôi tiếp chưa, nuôi tiếp với trai đẹp nè, mấy người xuống lắm đó nha, được thấy trai đẹp hoài. Mày tao nhịn mày hôi á, ở da tao bất kia tao nhịn á, mày hung dữ hả, nè tao cho khô máu với mày luôn nè. Cô có muốn nhận nuôi con mèo dễ thương này không? Nhìn kỹ thì nó cũng không có dễ thương lắm á. Không phải đâu cô ơi, cô cứ yên tâm đi, con này đầu quá à. Tao ngồi cạnh mà đầu bà thúi tao không chịu được, thế là tao phải spa gội đầu cho bà này. Tao thấy ở cái gia đình này cái quần què gì cũng đến tay tao, ăn nhăn 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 nhưng mà thịt thơm quá à. Cắm miếng còi cho tôi cắm miếng thôi mà.
cho chơi một mình dỗi nha, chả chơi nữa. À thôi mơ đấy, tao còn phải hành hạ bà già nhà tao chán. Riêng bà già nhà tao là ngày nào cũng phải hốt cứt cho tao này, 3 ngày tắm cho tao 1 lần, pate ra thứ ngày ăn 5 lần nha. Chắc chắn là kiếp trước tao đã lập công lớn giải cứu thế giới, trong đấy có cả kiếp trước của bà, nên là kiếp này bà phải hy sinh bảo vệ tao và chăm lo từng bữa ăn để giấc ngủ của tao.